Xin để hỏi về doanh thu cà phê. Ê! Trời ơi, lập tóc như buổi sáng luôn á. Oh, no. Rồi. I swear I said true. Tôi xin tuyên thệ là tôi rất thiệt. Rồi, Ngô Kiến Huy, câu đầu tiên. Nhan sắc của em được như vậy là bởi vì hàng ngày em dùng hết 2 tiếng để chăm sóc da, có đúng hay không? Trời ơi, làm gì? Mẹ già mọi người biết rồi đúng không? Nhan sắc tự nhiên. Cái dòng mà giải thích như vậy là nghi lắm rồi. Đã là mẹ mẹ mẹ. Không nhớ. Tôi chỉ rửa mặt bằng nước lọc dài có... Sao vậy? Em nói thêm hả? Đây không có giữa nhiều 2 tiếng đâu. Có skin care nhẹ thôi. Skin care là sao? Rồi, câu hỏi thứ hai dành cho em. Được các fan hâm mộ yêu thích khi đứng cạnh Hiếu thứ hai. Hả? Nhưng thật lòng, người mà em yêu nhất là Trường Giang, đúng hay không? Trời ơi, quên nghĩa quên tình. Cái gì? Bé ba và giữ chánh thức thì em xin phép khai thiệp là ai chỗ ăn thì thương người đó. Ai chỗ ăn thì thương người đó. Thôi câu này tôi thấy câu này dễ quá, nhưng mà thôi có cơ hội để cho Huy ghi bàn đi. Em rất là hay mặc đồ đen, nhưng mà thực tế là em chỉ thích đồ hồng, đồ xanh, đồ đỏ, đồ 7 màu thôi, đúng hay không? Chị ơi, đây là chị nhìn cho mau á chị. Sao có hỏi gì chứ, tính em hoài vậy. Đúng, em thích đồ hồng xanh với lại đồ màu sắc. Wow. đúng. Rồi câu tiếp theo của em là thật ra em đang nung nấu ý định trả thù một ai đó trong dàn cá, đúng không? Vậy? Chị đã hỏi em sẵn sàng. Bạn dùng bắt biến mà đánh luôn. Là tuy là trong lòng luôn thừa hận, nhưng mà bởi vì bên ngoài vẫn phải xây dựng là hình tượng là một hình tượng. Cho nên là em quyết định là ở đầu mùa này em đã chuẩn bị sẵn, mỗi thành viên của dàn cast và ekip đều có một món quà từ Benny, đúng không? Ủa gì vậy? Chị ơi, đây gà chị. Chị ơi, đây gà chị. Lớn, anh hưởng thu nhập gì kinh tế gia đình luôn á, thật sự. Thì em có quyền trả lời đúng hay sai mà. Bây giờ trả lời sai thì người ta coi thường doanh nghiệp là phá sản, lỗ lãi. Tôi, doanh nghiệp tôi mặc dù lỗ thiệt, nhưng mà tôi nói là tôi còn trích phần trăm ra. Có thành quả. Tôi trích phần trăm doanh thu của tôi là quà cho anh em. Tôi dám. Tôi có. Tôi dám đốt một người đỏ đó, đi lên đốt một người đỏ đó, đi lên một người đỏ. Rồi, mọi người nhớ ghi nhận lại Ngô Kiến Huy sẽ tặng quà cho anh em. Nãy giờ em ném đá tôi. Ủa, sao? Đó, biết bên mặt tôi giống nhà xíu quá hả? Em là một nhà không thang đó. Rồi, Rick Fang, em hãy hứa là em chỉ nói sự thật đi. Em là Rick Fang và em chỉ nói sự thật. Rồi sao nữa? Hả? Em nói dối bị mất kênh YouTube. Nói! Em nói dối, em thì bị mất kênh YouTube. Ủa như Lê Dương Ba Lâm. Mất kênh YouTube. Ủa như Lê Dương Ba Lâm. Câu hỏi đầu tiên của em là câu hơi tế nhị. Nói giới tính rồi đó. Giờ khai thác giới tính quá. Không, bây giờ nói về giới tính. Gia đình á, nói gia đình á. À, gia đình. Gặp một cô ngôi không chồng. Ở đây có tất tình nào không rồi. Thật ra là em không ưa 5 cast còn lại. Bởi vì... Thầy nó không ưa hả? Thầy nó không ưa hả? Vui vẻ mình cỡ đó không vui. Quá mẹ này. Quá mẹ này. Quá mẹ này nó muốn bám. Em có thể giải thích thêm là thật ra là em đang không ưa 5 cast còn lại, bởi vì trong lòng em có một ngấm ngầm một cái sự ganh tị, một cái sự bực bội gì đó, vì họ rất là hay tấn công vào cái điểm yếu của em, đúng không? Đúng vậy. Họ cứ nói về cái vai của em.
Ờ, nhìn em đó, mình coi đâu. Nói về cái vai của em giúp người ta mỏ, họ họ không giữ được. Rồi, mỗi khi poster tập mới của chương trình được đưa lên, thật lòng là em không muốn hình 6 người to bằng nhau mà muốn hình mình to nhất. Rồi, em là rồi. Em là trung tâm đúng không? Đây, đây, rõ ràng. Rõ ràng. Bao bao này anh làm. Đúng rồi, bao bao này anh làm. Mọi người có thấy là hả bao bao này á, nếu mà xét mấy cái slide á là hả đa số là màu vàng, màu bạc, tại vì em bên kim. Em làm vậy để cho em tỏa sáng nhất, thấy không? Rồi, vậy là trong mắt tôi là em ghét tôi nhất. Đau ăn. Đau mắt tim tôi luôn. Tôi nhận quà thôi, tôi nhận quà. Rồi, câu hỏi tiếp theo dành cho Chris Phan. Em có đang thầm thương trộm nhớ một ai đó ngoài vợ em đúng hay không? Đúng, đúng. Cái đó tôi trả lời luôn. Đúng, đúng. Chúng tôi sẽ trả lời luôn. Đúng, đúng. Đúng. Phản bội. Phản bội. Phản bội. Phản bội. Câu hỏi tiếp theo của Chris Phan. Em đang có dự kiến là chữa vai trong năm nay nhằm mục đích là một tay dẹp hết tất cả những người còn lại đúng hay không? Một tay dẹp hết đi còn lại thì ai bắt cười? Mình nói chuyện với ai? Đúng rồi, không được. Listen game đi. Nói chung là sáu anh em là không thể thiếu nhau được, cho nên là em có chữa dai góc thì cũng không thể che bầu trời được. Cái này màu đỏ chắc luôn nè. Chữa, thấy chưa? Chú Sáu, chú mở kính ra thấy trắng đen thì nhớ. Chú bị nó bù, bù mặt không? Mẹ ta, chơi anh ta gì? Lên đi mẹ. Em bỏ tiền mà sao hỏi mấy câu nào nhỏ anh? Ai cũng vừa mỗi mình ăn nhỏ ha. Mấy câu của Giang cũng nhanh lắm. Tôi là có gì nói đó, tôi đâu có nói sai gì đâu. Rồi, tôi tránh ra để tôi... Lấy cậu. Tôi trường giang. Sửa lại cho Giang. Rồi, để tôi sửa luôn nha. Cái gì vậy? Quay. Tôi sẽ nói sự thật. Chỉ sự thật mà thôi. Rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Trường Giang. Bạn thích khách mời nữ hơn khách mời nam trong chương trình đúng hay không? Không, nam. Wow. Thì cái khách mời nam á, mình không có nương nhiều. Với lại mình là toàn đàn ông, tương tác nó dễ hơn. Khách mời nữ là phải ăn, phải uống, phải ngủ nghỉ nó nhiều cái là bất cập. Mình nói như vậy không phải là mình từ chối các bạn nữ đến. Nhưng mà có bạn nam vào thì anh em mình nó bung dễ. Nhưng mà có bạn nữ vào thì nó cũng tốt. Bởi vì sao? Nó có màu sắc. Chứ còn thật tâm thì vẫn muốn làm hơn. Bởi vì có cái sự mạnh mẽ hơn. Trời, quá hay quá. Quá hay quá, hứng thôi, không gì đâu. Câu hỏi thứ hai. Thật ra bạn đang có những cái âu lo thầm kín trong lòng. Bởi vì mặc cảm tuổi tác sức khỏe đúng không? Có âu lo đúng không? Cái vé sau là không đúng, có âu lo cho mùa mới này, nhưng mà không phải là về âu lo về tuổi mà âu lo về một cái phương thức chơi mới. Bởi vì mình chỉ nhiều mùa đó, mà năm nay phải như mọi người đã biết là chiến đấu với nhiều chương trình khác nữa, cho nên nếu mình ở cái tâm thế là giống như là mình vẫn cái sức mạnh đó, có lối nào đó mà phải nhờ bên chương trình hỗ trợ để mình có được đi lối mà người ta thấy sự sáng tạo mới của chương trình. Em thấy nó hơi cà lâm nha. Rồi, câu hỏi thứ ba dành cho Trường Giang. Cái hành trình của chúng ta thì lúc nào cũng cực khổ hết. Và bạn, cái điều đó làm cho bạn mệt mỏi. Và bạn đã có không ít lần nổi giận ở trong hai cái mùa vừa rồi. Nhưng mà từ trong thâm tâm bạn quyết định là mùa này bạn sẽ kiềm chế hết cỡ để không có giận dữ với ai nữa, đúng hay không? Nhưng mà tại vì mình chỉ thấy là nó không có đúng thời điểm hết đâu. Nhưng mà không như vậy tôi cũng học khóa tu rồi. Khóa tu hơi mùa hè. Có đâu? Có không? Mẹ đăng ký mình chưa lên lớp gì nào chứ. Có thầy dạy. Có cấp cua không? Cấp cua. Thấy chưa? Hay quá. Rồi câu thứ tư.
Thật ra là bạn thương hết các anh em trong dàn cast giống như là em út trong nhà thật sự, đúng không? Đúng rồi. Có giải thích gì thêm không? Thương đều hết không? Ý là không có nhiều hơn hay ít hơn gì đó? À không, không phải là vậy nè. Thương thì thương đều hết, nhưng mà tùy vào cái hoàn cảnh, đúng không? Dĩ nhiên là sẽ support cho ai ở thời điểm nào. Ví dụ như thấy tập này bạn kia yếu thì mình support bạn kia nhiều hơn. Kể cả Huy của Tuấn cũng vậy mà. Cũng chú trọng hỗ trợ cho mấy bạn mà, chứ không bao giờ mà muốn dành cái gì to hơn đâu. Cái này giống như chị Nam Thư hỏi chị. Kiều Giang có vẻ rất là thuận lợi ha, trả lời câu hỏi rất là thuận lợi ha, được không? Đúng rồi.